TikTok Shop vừa giới thiệu chương trình Champion Affiliate Club hay nghề chủ chốt, tập hợp và tôn vinh các nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết của các hoạt động nổi bật tích cực trên nền tảng. Thông qua chuỗi hoạt động mới và những hỗ trợ thiết thực từ phía nền tảng, chương trình hướng đến mục tiêu truyền cảm hứng và tạo động lực cho các nhà sáng tạo nội dung theo đuổi cũng như phát triển công việc sáng tạo, bán hàng qua livestream một cách bền vững. Trong bối cảnh xu hướng Shoppertainment trở thành động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành thương mại điện tử tại Việt Nam, vai trò của các nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết càng được khẳng định rõ nét. Nghề chủ chốt chính là chương trình được TikTok Shop đầu tư thực hiện nhằm tôn vinh hành trình theo đuổi đam mê đầy cảm hứng, mang đến góc nhìn chân thực hơn về vai trò chủ đạo của cộng đồng sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết trong lĩnh vực thương mại điện tử. Chương trình truyền hình Nghề chủ chốt phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên VTC3, đồng phát sóng lúc 21 giờ 30 thứ Bảy trên kênh YouTube chính thức của TikTok Việt Nam và livestream trên kênh TikTok bắt đầu từ ngày 3 tháng 8.